Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Thưa quý vị, hôm nay giáo hội cử hành phụng vụ lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong đền thờ. Chúng ta được nghe lại 8 mối phúc thật mà Đức Giêsu đã dạy thuở xưa. Các mối phúc thật Ngài dạy nghe có vẻ nghịch lý với thế gian. Nhưng những mối phúc thật ấy có giá trị thế nào đối với người Kitô hữu? Kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn, đón nghe lời Chúa và phần chia sẻ của Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê, Giáo phận Bắc Ninh. Tin mừng Chủ nhật thứ tư thường niên. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ.
phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con. Và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý vị. Sống trong đời ai cũng mong muốn hạnh phúc phải không quý vị? Vì mong muốn hạnh phúc, thế cho nên trong dịp Tết năm mới, mọi người luôn gửi đến cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Nào là an khang thịnh vượng, nào là mạnh khỏe sống lâu, nào là làm anh phát tài. Ngay cả khi ông bán quan tài cũng được cầu chúc làm ăn phát tài. Ông đấy mà phát tài thì nhiều người sẽ bị phát tang. Những cái lời chúc Tết đầu năm đó, nó phản ánh một cái quan điểm thông thường cho rằng càng có nhiều thì càng hạnh phúc. Còn Chúa Giêsu lại nhấn mạnh càng cho đi nhiều thì càng có phúc. Khi mà Chúa bảo phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó. Thế cho nên nếu mà nghèo rớt mùng tơi ra, không có cái gì để cho đi cả thì không phải là phúc. Nghèo như thế thì chỉ có là nghèo hèn, nghèo khổ thôi. Nhìn vào chính cuộc đời của Chúa, chúng ta sẽ hiểu được tâm hồn nghèo khó đích thực là gì. Tâm hồn nghèo khó trong đời sống của Chúa, đấy là một lối sống buông bỏ, không bám víu vào của cải vật chất, sống thanh thoát. Có nhiều đó mà không giữ lấy nhưng lại cho đi hết. Đấy mới là mối phúc. Chúa muốn giàu sang phú quý, nhưng Chúa lại trở nên nghèo khó vì có bao nhiêu Chúa cho đi hết. Và khi sống buông bỏ, thanh thoát, cho đi như thế, thì người ta lại càng chứng tỏ mình là cái con người hiền lành, thương xót, khao khát sự công chính, để được hưởng những phúc lộc Chúa bạn. Kính thưa quý vị, vị biết con người mong muốn hạnh phúc, thế cho nên Chúa không chỉ ban cho con người một hai mối phúc, mà Chúa ban cho con người tới tận 8 mối phúc. Tha hồ mà làm phúc phải không quý vị? Tạ ơn Chúa. Và điều tuyệt vời là cái chỗ này, những cái điều hạnh phúc mà con người làm cho nhau, đem đến cho nhau ở trần gian này, nó chỉ là những hạnh phúc tạm thời, nay còn mai mất. Còn những mối phúc thật mà Chúa ban cho con người là những mối phúc vĩnh cửu, đời đời. Và khi đọc kỹ 8 mối phúc thì chúng ta thấy một điều rằng phúc không phải là ở chỗ con người sống nghèo đói khóc lóc khổ đau, nhưng phúc là ở chỗ Chúa ban cho con người được thương xót ủi an, Chúa ban cho con người đất hứa nước trời làm gia nghiệp đời đời. Đấy chính là những cái phần thưởng lớn lao Chúa dành cho con người ở nước trời, để con người có được cái niềm vui hớn hở ngay từ hôm nay. Amen. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi nhớ các mối phúc Ngài dạy và sống trọn lành như vậy. Thưa quý khán thính giả, phần chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường đã kết thúc chương trình hôm nay. Hy vọng những tâm tình Ngài vừa chia sẻ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về 8 mối phúc thật và can đảm sống theo những giá trị của tin mừng. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an. Phúc cho ai sống khó nghèo
lòng luôn thanh thoát, chẳng theo bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, em đêm cô nói lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính ngàn năm ân tình. Và phúc ai lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại chúng trinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân vì thầy con phải